Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dòng sản phẩm viên đông trùng hạ thảo ở dạng 60 viên hộp gỗ đen như thế này. À, thưa các bạn trong các video trước thì kiều anh đã có chia sẻ tới công dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 mươi viên à, nó không chỉ giúp là tăng cường sức khỏe cho nam giới à, hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh hiệu quả mà dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên này còn có công dụng là giúp điều hóa huyết áp ngăn chặn các căn bệnh về đường tim mạch cũng như là tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi và thậm chí dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này còn được sử dụng để giúp tăng cường sức khỏe tăng cường hệ sinh lý cho cả nữ giới và chính vì vậy dòng sản phẩm này được sử dụng rộng rãi để ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm và đối tượng sử dụng thì những người già cao tuổi thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, sức khỏe yếu kém hay là rối loạn tiền đình, ở tim đập nhanh, huyết áp không ổn định. Chúng ta nên sử dụng dòng sản phẩm này để có được sức khỏe tốt hơn. À, mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng còn khá nhiều khách hàng hỏi Kiều Anh rằng là vậy sản phẩm này thì nên dùng như thế nào thì hiệu quả. Kiều Anh xin được chia sẻ rằng mỗi ngày thì chúng ta sẽ sử dụng dòng sản phẩm này là một viên đông trùng hạ thảo như trên tay Kiều Anh đấy ạ. À, với một viên như thế này thì chúng ta mỗi ngày sử dụng một lần sau bữa ăn từ khoảng 15 cho đến là 20 phút. Và với mỗi lần dùng thì chúng ta sẽ nhai trực tiếp một viên đông trùng hạ thảo như thế này sau khi nhai thì các bạn hãy tráng miệng với nước ấm và nuốt vào trong. À, với cách dùng như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng được hết cũng như là tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại. tuy nhiên trong quá trình dùng thì các bạn cũng hãy nhớ cho kiểu anh rằng là có một vài điểm lưu ý. đó chính là dòng sản phẩm này thì không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai và cho đang trong quá trình cho con bú. À, ngoài ra thì với dòng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta nên sử dụng một viên và sau bữa ăn như kiểu anh vừa chia sẻ và với sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này thì chúng ta có thể sử dụng được trong 2 tháng và quan trọng là sản phẩm này thì chúng ta nên bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh để ở nơi ẩm ướt như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và với sản phẩm này thì chúng ta chỉ với giá là 1 triệu 400 nghìn thôi Chúng ta đã có trong tay được dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên Để giúp ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm cũng như là tăng cường sức khỏe ở người dùng Để sở hữu sản phẩm này trong tay các bạn có thể thực hiện mua hàng qua phương thức đầu tiên Đó chính là gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 63 985 để được tư vấn. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã giúp ích cho các bạn trong việc là sử dụng dòng sản phẩm này sao cho hiệu quả nhất. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.